Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA, là một chuyên gia tranh cãi khá là hài hước trong làng hài của sống Mỹ nha. Dĩ nhiên khi mà thấy mặt mình là biết mình sắp nói chuyện nghiêm túc rồi đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ làm một tiết mục nhiều chuyện. Đó là gì? Đó là Việt Kiều có mua nổi nhà ở Việt Nam hay không? Tại vì hổm gài, nếu mà mọi người xem YouTube đó nha, là mọi người cũng thấy khá là nhiều người nói. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Nó làm mình ngứa tai và ngứa miệng. Thành ra buộc lòng mình phải làm cái video đáp trả thôi, đúng không? Mình tin chắc cô chú anh chị cũng đã khá bực bội với những cái lời vớ vẩn giống như vậy nè. Trời, Việt Kiều làm sao mà mua nổi nhà ở Việt Nam á? Ok, Việt Kiều được nhiêu tiền á? Ở nhà trả góp thấy bà luôn. À, nhà Việt Nam ta 5, 7, 10 tỷ đâu không? Ha, mua sao nổi đây, Hay thiệt. Công nhận đó nha. Trước tiên là mấy cái người mà họ nói chuyện kiểu đó, mình không biết họ đã học được cái trường lớp nào hay là học được bao nhiêu chữ, mà hình như á họ đã trả hết chữ nghĩa là và kiến thức là cho thầy cô hết rồi. Mình khuyên họ là hãy tốt nhất quay lại học lớp 1 đi. Tại vì họ nói cái câu đó, thứ nhất là họ không có hiểu địa lý, thứ hai họ không có hiểu giá cả thị trường, thứ ba là họ không có hiểu về thị trường địa ốc. Ha. Nói mà mình bắt đầu bằng cái câu đơn giản thôi. À, câu đơn giản của mình là ủa bộ ở bên dưới nước Việt Nam là cái nhà nào nó cũng 5, 6, 7 tỷ hết à? À đù, cái này mới nha. Với một người trình độ như mình mà mình còn không có nhận được thông tin đó, là cái tin đó nó phải là mới dữ lắm luôn á, hình như là nó chưa có trên đời luôn đó. Tức là theo ý mấy người đó là cái nhà nào hay cái miếng đất, cái miếng đất nền hay cái gì ở Việt Nam là nó đều 5, 7 tỷ hết. Từ thành thị cho tới nông thôn, từ Móng Cái, Hà Giang, Lào Cai đồ cho tới miền Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Pleiku gì cho tới dưới mũi Cà Mau, Bạc Liêu luôn, đều đều 5, 7 tỷ hết. Adu, công nhận mắc cười quá. Đưa mình có 2 tỷ thôi, mình đi mua chứ, mình đi mua đất nền đẹp mặt tiền luôn. Ok, ở đâu ra mà 5, 7 tỷ phải chi á? Mà nói nhà ở Sài Gòn mà ở trong trung tâm hay Hà Nội hay Đà Nẵng đồ, ai ở Cần Thơ đồ, nghe nó còn miễn cưỡng đi. Ở đâu ra mà mấy cái tỉnh thành, mấy cái thị xã, thị trấn, mấy cái vùng ven, mấy cái huyện đồ 5, 7 tỷ, mơ đi. Chờ tới đời cháu mấy người đó đi rồi mai ra giá nó lên cỡ đó. Mà lúc đó là mình tin chắc là khi đó là người nhân loại đã lên tới sao quả rồi. Ok à. Còn mặt khác, khi mà nói tới Việt Kiều, à cái vụ này là mình mắc cười nhất. Dạo này cái từ Việt Kiều nó bị lạm dụng, thấy không? Kể như là cỡ một năm về trước, có rất nhiều người họ nói tôi sẽ không có dùng từ Việt Kiều nữa, tại vì người ở Mỹ lâu như như mình đi là thuộc về người Mỹ gốc Việt rồi, nghe không? Còn Việt Kiều thì chỉ dành cho những người mới qua quốc tịch, còn chưa có quốc tịch Mỹ. Cái tự nhiên cái xu hướng đó nó bị gọi là tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ có khá là nhiều người họ lạm dụng cái từ Việt Kiều để mà họ bày đặt chọc quê Việt Kiều, mặc dù Việt Kiều chúng ta khá là ngon lành. Nhưng mà cứ kệ bỏ qua vấn đề đi. Khi mà nói tới Việt Kiều là ok, phải nói tới Việt Kiều như thế nào. Việt Kiều qua Mỹ mấy chục năm, Việt Kiều sanh đẻ ở Mỹ, Việt Kiều lớn lên ở Mỹ, Việt Kiều mới qua, Việt Kiều có vợ có chồng, Việt Kiều đã gia, Việt Kiều kinh doanh, Việt Kiều YouTube, Việt Kiều lấy chồng già, Việt Kiều ngồi nhà ăn bám với vợ, nói chung là đủ Việt Kiều hết. Có thể nào cho mình biết Việt Kiều ở đây là thành phần nào hay không? Thí dụ như mà nói tới Việt Kiều mà không có vài tỷ đi, tức là không có cỡ 100.000 đô đi, thì khả năng cao là gì? Là những người đó họ mới qua sau này, nhà họ chưa trả xong, con họ chưa có đi chưa có lớn, chưa có học thành tài, không, gia đình họ cũng chưa có dư nhiều, tại vì họ mới qua Mỹ không? Thì ok, trong trường hợp đó nghe thì nó còn miễn cưỡng đi hả. Nhưng mà nói tới Việt Kiều mà thí dụ mấy cô chú nào mà họ qua Mỹ 20 năm đi chẳng hạn, hay là lâu hơn nữa là qua từ thời xưa luôn đi, thì mọi người nghĩ xem họ đã gì? Khả năng cao là họ đã trả xong cái nhà rồi, thấy không? Tại vì họ ta qua sớm, tức là ta mua nhà sớm, tức là ta trả xong nhà sớm rồi. Hello, mọi người có suy nghĩ được tới cái vấn đề đó hay không? Mấy cái người đang nói xấu Việt Kiều kia có suy nghĩ tới vấn đề đó chưa? Và cái quan trọng đó là gì? Con cái người ta đã lớn, đã học thành tài hết rồi. Và khá cái quan trọng đó là gì? Người ta đi làm mấy chục năm qua, thì mọi người nghĩ xem, cho dù một năm á, một cặp vợ chồng thôi mà người Việt Nam để dành tiền rất là ok, mình đảm bảo người Việt Nam để dành tiền giỏi hơn mấy Mỹ.
thì mọi người nghĩ xem cho dù một năm có dư 5-10 ngàn thôi, thì mà mấy chục năm đó mọi người làm ơn, mấy con người nào mà đang nói xấu Việt kiều hãy làm ơn làm dùm mình một cái phép phép tính, một cái bài toán đi, hãy móc cái điện thoại hay là cái máy tính hay là tính nhẩm gì đó. Thí dụ như một năm dư 5 ngàn mà 30 năm là nó ra bao nhiêu tiền rồi, hay một năm dư 10 ngàn mà 20 năm nó ra bao nhiêu tiền rồi, và cộng với căn nhà trả góp của người ta nữa. Và nếu mà như vậy mà cũng chưa đủ đó đó nha, chưa đủ nữa đó, nếu mà như vậy cũng chưa đủ nữa thì hãy làm ơn quy đổi cái số tiền đô đó đó, tức là căn nhà thôi. Bây giờ căn nhà, thí dụ căn nhà 200 ngàn đi, hay 300 ngàn mà trả góp đi, cộng với tiền mặt mấy chục năm để dành dụm được bỏ trong ngân hàng đó là ra bao nhiêu tiền, ra 400-500 ngàn đô gì đó, và hãy làm ơn nhân cho 23 ngàn đồng, tức là quy đổi ra tiền Việt Nam đó, thì nó ra là cỡ bao nhiêu đây, cỡ 8 tỷ đồng tiền Việt Nam, đúng chưa? Ok, tức là 8 tỷ đồng tiền Việt Nam là không đủ để mua cái gì ở Việt Nam hết. Adu, trời trời, cái vụ này mới nha, không biết mấy người đó họ có biết xài tiền không nữa. Ok, hay là họ nghĩ họ gành giá cả Việt Nam hơn là Việt kiều chăng? Mọi người thấy cái kiểu mà nói chuyện vớ vẩn đó chưa? À, người người, người hết chuyện đó nghe, Việt kiều không có tiền mua hết nhà đất ở Việt Nam. Cái vụ đó sau khi mà mình đã chứng minh được là cái chuyện, cái câu nói đó nó vớ vẩn rồi đúng không? Thì bây giờ mình chứng minh cái câu nói đó nó ngu ngốc như thế nào nè. Ok, nói cái kiểu đó đó. Thì bây giờ mình xin hỏi lại nè, nó giống như là kêu mọi người mà đi qua bên Châu Phi hay qua bên Miên, bên Thái gì, mọi người mua mua nhà mua đất gì đó, thì mọi người nghĩ khi mà chúng ta hỏi cái câu đó đó là mấy cái người đó họ sẽ trả lời như thế nào? Khả năng cao là họ sẽ nói, ủa bộ mày khùng không mày, tự nhiên có biết gì bên đó, có ai quen ở đó đâu mà mua nhà bên đó. Hello, đó đó chính là cái mấu chốt đó, đó chính là cái mấu chốt đó. Tại tại sao Việt Kiều phải mua nhà ở Việt Nam? Đúng không? Ok, đồng ý Việt Kiều cũng là Việt Nam, nhưng mà thí dụ như mà gia đình người ta đã qua bên đây hết trơn rồi, người ta không còn bà con gì Việt Nam, hoặc là bà con mà cả trăm năm mới nói chuyện một lần, tức là không có biết đường đâu mà tìm bà con luôn á. Thì người ta mua nhà đất ở Việt Nam để làm cái gì? Hello. Có mọi người thấy không? Thấy không? Mọi người thấy không? Hết chuyện nó nói chuyện nó nghe ấy. Mà mấy cái người đó không biết họ chắc họ chỉ thích nói thôi, chứ họ không có suy nghĩ tới, họ không có đi dặn sử dụng đầu óc lắm. Ok, tự nhiên thí dụ như Việt Kiều người ta đã qua đây mấy chục năm rồi, thì người ta đi mua nhà ở Việt Nam làm cái gì trời? Hello, mua nhà đó rồi ai quản lý, ai coi, ai ở, đúng không? Còn thí dụ như mà cô chú anh chị nào mà muốn về Việt Nam đi, muốn về Việt Nam đi đi về già, hưởng hưởng già năm mấy tháng cho nó gọi là có cảm giác Việt Nam vô người một chút đi, rồi sau đó quay về Mỹ với con cháu thì chẳng hạn, thì mọi người mướn căn nhà là được rồi, tức là ok. Mọi người thích ở thành phố mướn nhà thành phố, thích ở nông thôn mướn nhà nông thôn, muốn ở thị trấn thích mướn nhà thị trấn, muốn vô hẻm ở thì mướn nhà trong hẻm chạy. Rốt cuộc là thành ra mọi người thấy không? Ủa tại 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 sao mà Việt Kiều cần phải mua nhà ở Việt Nam? À, cái câu nói này á, mấy cái người đó họ mới thấy cái vấn đề của những cái người nói câu đó nè. Họ chỉ dựa vào câu nói của một số Việt kiều mới qua thôi, tức là những người mà còn hầu như bà con dòng họ thân nhân cha mẹ của họ ở Việt Nam hết, thì họ mới có lý do để mà họ về Việt Nam, họ mua nhà hay họ là họ dưỡng già đồ chẳng hạn. Mà họ lại quy chụp ra là ok, tất cả Việt kiều là coi như là có nhu cầu về Việt Nam mua nhà hết. Mọi người thấy cái mắc cười ở đây chưa? Oh boy. Trong khi mình vừa nói đó, thí dụ như mà cô chú anh chị nào người ta đã ở đây lâu lắm rồi, gia đình con cái dòng họ bà con người ta qua bên Mỹ hết rồi, hoặc là đã thất lạc, bà con xa quá rồi hết biết đường liên lạc rồi, thì người ta vốn là không có nhu cầu gì về Việt Nam mua tài sản, bởi tại vì đâu có ai trông coi đâu. Hello. Thôi video đó dài, xin chào tạm biệt mọi người nha, bye bye.